Rồi cả nhà ơi, thì cái video mình đã chế một cây thang rút cả nhà, kiểu theo của thang nhôm á, thì mình đã làm xong nha cả nhà. Thì cây thang này á, là mình làm rất là công phu nha cả nhà, công phu những cái chốt nè. Đó. Những cái chốt này là công phu nhất nè, cũng khó làm lắm nha cả nhà. Thì video bởi vì mình mới chia làm hai clip á, thì mong sự ủng hộ của cả nhà xem cái video của mình. Thì mình đã giờ làm hoàn thiện rồi, thì cái thang này thì mình sẽ nói về chi tiết cho cả nhà sẽ nghe nha. Mình xài ống hộp này đó là mưa quá cả nhà ơi. Rồi, ở đây là mình xài sắt ống tiếp 34 nha cả nhà. Thì khúc này là ống tiếp 34, mình làm cái chân dưới nè. Rồi kế tiếp cái khúc này là ống 27. Và trên này là 21. Thì ba loại ống này là mình xài 1 ly 2 nha cả nhà. Đó. Còn cái thanh ngang này thì mình dùng sắt hộp 20 vuông. Đó, thì 20 vuông này cũng 1 ly 2 luôn. Đó. Thì trong các bạn nói làm mà không có nói làm sao người ta làm theo được, thì mình chỉ quay nhưng nó thời gian đó thì nó rất là dài nên mình tua cho nó nhanh một chút nha cả nhà. Thì các bạn muốn làm thì xem kỹ những cái chi tiết nào cái khó thì mình xem theo mình làm thôi, chứ còn mà mình làm mà vừa làm mà vừa nói mà chậm lại thì cái video nó rất là dài, mấy tiếng đồng hồ. Cái thang này mình làm tới 3 tiếng đồng hồ mới xong một cái thang này chứ không có mau được nha cả nhà. Thì nó lâu nhất là những cái chốt gài như vậy. Khi mình kéo lên á thì cái chốt này nó sẽ ngay cái lỗ của mình phan nằm ở trong á, nó sẽ tự động nó nhảy vô. Còn mình muốn rút ra thì mình phải nhóm cái chốt này nè cả nhà. Nè. Cái chốt này mình kéo vô ra được nè ha. Đó, cũng rất là nhẹ chứ nó không có nặng nha cả nhà. Thì mình kéo vô kéo ra bình thường. Đó, thì cái thang này thì với mấy cái khâu mà mình để cho nó chạy lên chạy xuống cả nhà, thì mình vẫn dùng ví dụ như là ống 27 thì mình xài cái khâu là 34. Đó, còn như ống 21 thì mình xài cái khâu của 27. Thì lấy cái 27 này sẽ dùng cái khâu chạy lên chạy xuống cái giữa cái nắp thang giữa đó cả nhà. Cái thì mình sẽ dùng ống 27 luôn, câu này là 34 đó. Thì cái khâu này nó dùng cái này ly 2 thì nó rất là rộng nha, mình đi mua là 34 mà loại dày 1 ly 7 ly 8 nha cả nhà. Ly 7 ly 8 thì nó rất là nó vừa luôn, không cần cắt bớt gì hết, vừa luôn. Thì thằng ly 2 này cũng vậy luôn nha. Mình giữa cái chốt này nè mình xài là 6 ly nha cả nhà. Đó, thì cái chốt này mình xài 6 ly, mình lấy cái con phán 8 ly á, mình sẽ hàn chặn đây cái để khi mình rút cái cây nhíp ra, rút cái chốt này ra nó sẽ không có nhảy ra được, nó nằm đây nó dướng lại. Còn nếu cả nhà để chung luôn như vậy thì mình đút vô như vậy vẫn được, nhưng mình rút ra thì cái chốt này nó sẽ nhảy ra, nó sẽ nhảy ra ngoài là mình gài rất là khó. Thì là mình cũng nghiên cứu rồi thì nó được cái chốt như vậy là hoàn thiện nha cả nhà, rất ok. Còn cái khoảng khoảng cách này từ đây là 3 tấc rưỡi nha, khoảng nắp thang là 3 tấc rưỡi. Thì cái ống đầu tiên mình làm 34 á thì nó dài là 70 nha cả nhà. 75, ống đầu tiên là mình làm 7 tấc rưỡi đó, là 75 cm nha cả nhà. Rồi cái ống kế tiếp theo, cái ống tiếp theo thì mình xài ống tấm, nó phải dài là 80, ống 27 vẫn 80 nha, chiều dài nó cũng là 80. Rồi mỗi một nắp như vậy đó là mình làm là 3 tấc rưỡi khoảng. Cái chiều ngang này nè nó 30 nha cả nhà, là 3 tấc nha. Thì mình lấy trên dưới nó bằng nhau luôn, chứ không có xéo được, xéo mình không có rút ra được nha cả nhà. Mình làm chỉ là 2 mét mấy thôi,
Còn cả nhà muốn làm dài hơn nữa thì mình dùng ống tiếp 42 ngoài á. 42 ngoài luôn nha cả nhà, thì nó sẽ dài ra thêm. Tùy theo cái lóng này dài ngắn thì mình muốn làm dài thì nó sẽ ra dài. Nhưng mình làm những cái việc mà vừa phải gọn gàng á thì mình mang cái này vác đi, nó rất là nhẹ. Cũng giống như là than nhôm. Nhưng mà than nhôm á thì nó mình thấy nó rất là mềm nên mình chế lại cái thân sắt để cho nó chắc chắn nha cả nhà. Đó. Thì có bạn hỏi mình đó thì mình đã giải thích trên cái video này nha cả nhà. Thì cả nhà xem thấy có hay và hữu ích đó, nhớ đăng ký cho mình một like nha, để mình ra được cái nhiều cái video thêm hay hơn nữa nha cả nhà. Thì mình đã cụ bắp thôi, thì biết cái gì thì chia sẻ cho cả nhà xem tới nấy thôi. Mà có sơ xuất thì mong cả nhà thông cảm cho mình nha. Thì để mình rút lên một khúc cho cả nhà xem thử coi như thế nào nha. Rồi, bây giờ mình trời hết mưa mình sẽ test cái này, cái thang này cho cả nhà xem nha. Rồi có rút lên xuống rồi có leo lên được hay không nha cả nhà. Mình đã rút ra và mình sẽ đi lên xuống thử test cho cả nhà xem đó. Bây giờ mình sẽ thụt lại ngang cả nhà. Rồi mình đã test cái thang rút này cho cả nhà xem đó. Thì mình cũng kết thúc clip nha cả nhà. Hẹn cả nhà lại trong những clip tiếp theo nha. Ok. Bye bye.